Nhạc sĩ Anh Tài hé lộ thời gian sống chung với ca sĩ Kim Ngân. Nhạc sĩ Anh Tài là một nhạc sĩ khá nổi tiếng và từng làm việc với nhiều nghệ sĩ tại hải ngoại. Tuy nhiên, ít ai biết rằng anh còn làm việc và có thời gian sống chung nhà với ca sĩ Kim Ngân. Mới đây, nhạc sĩ Anh Tài đã hé lộ về thời gian sống chung nhà với ca sĩ Kim Ngân. Những bi kịch cuộc đời của ca sĩ Kim Ngân quá bất ngờ, khiến tôi không ngờ được. Tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy Kim Ngân bây giờ lại là người vô gia cư. Tôi thương cho kiếp người nghệ sĩ của Kim Ngân, từng một thời xinh đẹp, nổi tiếng mà bây giờ lại thành ra như vậy. Ngày xưa tôi thường gặp và làm việc với Kim Ngân và thấy cô ấy ở ngoài đời mộc mạc, bình thường, không chân diện nhưng vẫn rất đẹp, thanh tao. Trời cho cô ấy có một vóc dáng đẹp và mọi hành động, lời nói đều lịch thiệp, có chất nghệ sĩ. Ở ngoài Kim Ngân chín chắn, nghiêm túc hơn trong hình. Cô ấy đẹp nên nhiều người theo lắm, trong nghề cũng có. Nhưng Kim Ngân sống kín kẽ, không ai biết, tôi cũng không biết. Sau này khi mới phát bệnh, Kim Ngân có về nhà tôi ngủ nhiều lần và tôi cũng để cho cô ấy ở nhà mình. Lúc đó Kim Ngân đã ly hôn, có biểu hiện tâm thần nhưng chỉ hơi hơi. Vẫn nói chuyện bình thường và lái ô tô đi vòng vòng, tức là quá trình phát bệnh của Kim Ngân diễn ra từ từ theo năm tháng, không đột ngột. Tôi và Kim Ngân sống chung nhà như bạn bè và Kim Ngân sống vẫn rất đàng hoàng. Nhiều người cứ nghĩ tôi và Kim Ngân là tình nhân nên mới sống chung, nhưng không hề. Trong thời gian sống chung, tôi không hỏi gì về đời tư của Kim Ngân và cô ấy cũng không hỏi gì tôi. Kim Ngân cũng không tỏ ra buồn hay khóc lóc gì cả. Cuộc đời của ca sĩ này không bao giờ buồn vì cô ấy không bao giờ nói ra điều gì. Cô ấy không tâm sự thì tôi cũng chịu, không biết làm gì hết. Sau đó Kim Ngân mang thai và sinh thêm một đứa con nên không còn ở chung với tôi nữa mà đi chỗ khác. Nhưng được một thời gian lại quay về nhà tôi ở. Có lần tôi đang nói chuyện với bạn bè thì Kim Ngân tới nhắc tôi nói nhỏ thôi, cho con cô ấy ngủ. Tôi bực mình, tức lắm, vì rõ ràng là nhà của tôi mà lại bị nhắc. Nhưng sau này tôi mới hiểu cảm giác của người có con, lo lắng cho con như thế nào nên tôi thương Kim Ngân. Kim Ngân ở nhà tôi rất buồn cười, cứ thích là tới, không thích là đi. Đến hay đi lúc nào tôi cũng không biết. Nhà tôi đóng cửa thì Kim Ngân leo vào. Cho đến vài năm sau, tôi bắt đầu thấy Kim Ngân đi lang thang ở phố bao xa. Mỗi lần gặp tôi, Kim Ngân vẫn nhận ra tôi. Tôi quá xót xa cho Kim Ngân, từng một người nổi tiếng lẫn lẫy. Hồi đó chỉ cần Kim Ngân bước lên sân khấu là người ta cho tiền. Chẳng hạn, hôm đó Kim Ngân bị bệnh, không đi hát được. Nhưng khán giả vẫn mua vé đến, chỉ cần cô ấy xuất hiện là được rồi, không cần hát hò gì. Giờ Kim Ngân bị như vậy, tôi đau lòng lắm, nhưng cũng không biết làm gì được. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.